Công trình Việt theo báo lãi hơn 400 tỷ đồng trong 9 tháng, chấm dứt dự án đầu tư tại Peru sau hơn 20 năm. Kết quả kinh doanh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Việt theo tương đối khả quan, khi ghi nhận sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 9 năm 2023, Viettel Construction ghi nhận 1.038 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 13% và 4% so với tháng 9 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Viettel Construction đạt mức 8.103,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 466,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng, Doanh nghiệp này đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 76% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cả năm. Trong đó, hoạt động vận hành khai thác chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.214 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ. Tiếp theo là mảng xây lắp với 2.286 tỷ đồng, chiếm 28%. Mảng giải pháp tích hợp ghi nhận 1.082,3 tỷ đồng, dịch vụ kỹ thuật hạ tầng cho thuê đem về lần lượt 208,5 tỷ đồng và 313 tỷ đồng. Xét theo khu vực, 5.187 tỷ đồng đến từ giao dịch với đơn vị khác trong tập đoàn Viettel, trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 2.917 tỷ đồng, đóng góp 36% doanh thu. Ngoài ra, có đến 86% doanh thu, tương ứng 6.969 tỷ đồng, đến từ thị trường trong nước, còn lại là 1.135 tỷ đồng đến từ thị trường nước ngoài. Viettel Construction đã ký kết 1.400 tỷ đồng nguồn việc, tương đương 70% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn ký kết 1.067 hợp đồng B2C với giá trị 750 tỷ đồng. Ở một diễn biến khác, vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Quản trị Viettel Construction đã quyết định chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài tại thị trường Peru, đóng cửa giải thể công ty Việt theo Construction Peru theo đúng quy định, đảm bảo không làm thất thoát vốn và tài sản đã đầu tư tại thị trường này, đảm bảo các nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan về chính sách lao động theo quy định của pháp luật nước sở tại và pháp luật Việt Nam. Đồng thời, hội đồng quản trị cũng giao tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa công ty con và chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ra nước ngoài tại thị trường Peru tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước đó, viettel construction cũng đã lần lượt tiến hành thủ tục đóng cửa tại các thị trường tanzania mozambique và lào sau khi tiếp tục rút khỏi thị trường peru hiện tại doanh nghiệp này chỉ còn đầu tư vào hai thị trường nước ngoài là cambodia và myanmar đều hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp hạ tầng viễn thông